các bạn đã quay trở lại với phần trò chơi. Và đây sẽ là phần mà chúng ta có thể giải tỏa được năng lượng của mình nè, khuấy động không khí của sân khấu ngày hôm nay lên nè. Và đặc biệt là các bạn có thể đến gần cô gái của chúng ta để có thể chiêm ngưỡng được ánh mắt cười của cô ấy. Và bây giờ thì chị sẽ nhường sân khấu Tỏ Tình Hoàng Mỹ lại cho em và 8 chàng trai ở đây nha. Và các em hãy chơi thật là nhiệt tình, thật là vui lên nha, năng lượng nào. Ok, yeah. Ok, năng lượng lên nào. Yeah. Tới giờ chơi rồi. Chơi là chơi là chơi, chúng mình chơi nào. Đầu vài vài thổi vào đây nè, xong rồi giữ cái này lên, xong rồi cầm cậu thổi vào đây. Là em dùng cái đầu, anh dùng cái vai để kẹp bong bóng á. Bắt đầu. Ê, dạ, anh không biết cột cái đó nha. Anh không biết cột cái đó gì sao? Thế cho anh thổi cốc. Anh không biết cột hả? Ờ. Rồi bây giờ anh nổ đúng không? Ôi, nó nổ đó. Hai. Ôi. Gãy cổ anh ơi, gãy cổ. Chết rồi. Dài lắm luôn á. Mọi người thử to rồi, cắt hết mọi người. Nhưng mà cẩn thận nhá. Cẩn thận cái đầu đập vào đây rồi. Ngồi đây. Ui. Ngồi đây. Bây giờ canh chuông phải chạy có đà hút nó mới được. Được, được. Rồi bây giờ anh cầm nha, rồi em lấy đà nha, em lấy đà nha. Đúng rồi, canh chuông chạy. Chạy tới. Rồi. Đúng rồi. Nổi. Nổi. Đau quá. Cố lên Can Chun ơi. Không được rồi. Đây. Từ. Cố lên. Một trái rồi. Tiếp. To lên. Hay quá. Rồi. Anh biết lồi xuống xíu. Anh biết lồi xuống. Cố lên các cậu ơi. Đi thật con. Đi thật con đi. Ê thôi anh làm cái này nha. Vin ơi, thả tay ra nha. Sorry. Thả tay khó đó. Thả tay khó. Khó đó. Đường nó sắp chết rồi kìa. Đường nó sắp chết rồi kìa. À, trời ơi, anh em khéo léo quá hả? Cố lên. Này đang lấy cục hơi làm mà luyện nhạc đó, luyện thanh đó. Cố lên. Đó, lấy hơi bụng đó. Wow, chuyên nghiệp thôi. Wow. À, muốn cái được rồi. Wow. À. Cái đó thôi. Wow, sắp xong rồi kìa. Wow.
anh em có vẻ phối hợp nhuần nhuyễn quá rồi. Tưởng phải gặp tầm 10 cái mình ăn ý. Có vẻ anh Vin hơi run nhờ. Anh Vin hơi bị tâm lý. Thế em đi, thế em đi, anh chỉnh cho. Được, nó vậy nhanh, nhanh nhậu nhờ. Ôi, dễ quá, nằm được lên. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Khó con, không có thế, không có thế. Sao nhìn, sao nhìn khổ quá vậy? Rồi, dân tập kim rồi. Anh không biết cột cái đó nha. Anh không biết cột cái đó gì sao? À ê thôi anh làm cái này nha. À ê thôi anh làm cái này nha. Hả ngực? Oh my god. Hả ngực? Trời ơi. Được là, được là, được ôm nhau. Được. Bắt. Căng lên. Hai người phải thủ thật căng thì nó mới vỡ nhanh. Trường nữa anh Trường ơi. Anh ngửa ra đi. Anh ngửa ra đi. Vừa ôm, ôm nhau ép cái là được mà. Ừ thì đây. Anh ngửa ra đi. Anh ngửa ra đi. Dễ hơn không? Sao bể bóng mà mọi người kêu ghê vậy? Mọi người thấy sao? Mọi người thấy độ tên sao? Trời ơi, tập trung đây! Trời ơi, tập trung đây! Sao Hưng ơi? Sao? Ôi giời ơi. Mọi người sao? Người sao? Ôi giời. Hay. Không, mọi người thông cảm kiểu già rồi. Già rồi nó. Cô thôi yếu. Nhìn lên. Anh ơi đừng để đồng đội mình thao túng tâm lý nữa. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Cố lên anh ơi. Đây là cây biến chứng tuổi già. Sao? Đây, anh đổ cho em đi, em làm cho. Mình có nên hỗ trợ không ta? No. Anh luôn là đội tôi gài mà mấy cậu. Ôi, đúng là sức trẻ ha, làm gì cũng nhanh nhẹn á. Rơi, hãy quay ơi. Người già thôi, khổ. Cố lên. Anh Hưng thổi phát một luôn. Cưng hài ấy. Phải đỡ đàn anh. Hai.
Ok, nào. Một phát lên luôn xem nào. Hai, ba lên. Ăn nhiều vào trường. Hay, ok. Rồi, tới tới em. Đội kia này sao? Sao? Riêng anh luôn không còn đỡ luôn nhỉ nhá. Ôi. Kinh nghiệm khác. Hết cây luôn nè. Không lên luôn. Thách cậu ăn được hết cây đấy Hương ạ. Luôn. Thách cậu ăn được hết cây đấy. Luôn. Hey, what happened? Hay quá Hương ơi. Em vừa có kết quả của trò chơi thì đội chiến thắng là khinh đường anh già này hả? Tôi không tin. Phạt hình phạt của đội thua cuộc sẽ là hít đất 15 cái. Tại sao bên kia có người già neo đơn mà lại không thắng hề. Được? Dân càng già càng cay bạn. Phải, ý Linh Châu nói là đội thắng ngồi lên lưng để cho đội thua hết đất. Ai nói? Ý cậu nói tôi chúng tôi không bạn này không công tâm hả? Xin mời chàng trai. Xin mời. Xin lễ tinh thần nào. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Về luôn, nghỉ luôn. Bao đì mấy anh em ok quá ha. Rồi, các em có vui không? Vui à. Vui, vui chứ. Các chắc vui không? Rồi. Mệt chưa? Rồi, mời tám chàng trai trở về vị trí của mình nha. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã chơi rất là nhiệt tình. Sau phần trò chơi vừa rồi thì em có ấn tượng với chàng trai nào ở đây? Em vẫn ấn tượng với chàng trai mà em đến lý do em đến đây. Ôi vậy hả? Chị thì chị rất là ấn tượng với Duy Luân, khá là vụng về đúng không? Tuy nhiên chị thấy có sự quyết tâm của Duy Luân ở trong đó rất là cao. Tuy là bạn đã thất bại rất là nhiều lần trong cái lần mà thổi bong bóng để giữ những cái ly, nhưng mà chị thấy cái sự quyết tâm của em rất là nhiều, cho nên là chị rất là cảm ơn em vì đã rất nhiệt tình trong cái game này nha Luân. Dạ. Mặc dù là các bạn đây nói là do tuổi tác á, Đúng rồi chị ạ. Do tuổi tác á, xương khớp thì cũng sắp thoái hóa hết rồi. Nên là... Sao vậy luôn? Rồi. Sát thương. Sao em? Sao không? Em bảo sát thương. Sau phần trò chơi thì chị không biết là sự lựa chọn của em có thay đổi gì không ha. Chia sẻ với chị nha. Số 7. Cảm ơn em đã chia sẻ với chị. Và đứng cạnh chị đây là một cô gái mà ấn tượng ban đầu của mình, đó là một cô gái rất là mạnh mẽ, rất là cá tính và rất là độc lập. Tuy nhiên thì sau phần trò chuyện cùng cô ấy thì chúng ta cũng thấy một phần nào đó sự yếu đuối bên trong của cô ấy đúng không? Và đây cũng là một cô gái mà chị nghĩ là rất là cần một bờ vai mạnh mẽ để che chở, bảo vệ cho cô ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xoay ghế để cùng đến với phần tỏ tình ngược nhé. Xin mời. Không biết ai là người
có mong muốn sẽ dang rộng vòng tay để che chở cho cô gái rất là xinh xắn với nụ cười rất là tươi này, để cô ấy không phải rơi những giọt nước mắt như vừa rồi nữa. Chị sẽ đếm từ 5 đến 1. Nếu như các em muốn tỏ tình ngược thì hãy xoay ghế lại nha. 5 4 Ê gu tôi cậu ơi. Ê gu tôi cậu ơi. Ôi xinh quá cậu ơi. Ôi xinh quá cậu ơi. Với em thì khi mà có người yêu rồi thì chắc chắn là cái ưu tiên hàng đầu của em sẽ là anh ấy. Cùng quan điểm chị ạ. Mà thời điểm hiện tại thì em đang rất là mạnh mẽ, em rất là kiên cường, rất là chủ động trong mọi thứ. Và hôm nay em đến chương trình thì là một cái mà anh thấy là em đã vượt qua những cái thứ nỗi đau của em từ trước rồi. Thì một cái điều mà rất là đáng mừng. 3 2 Cho chị hỏi là Kang Chun có bất ngờ khi là chị đến đây không? Cũng hơi bất ngờ. Sau rồi lên sau rồi cũng không có thể nói là quen ai hay như nào cả. Em chỉ biết nhìn thôi. Em cũng hiểu là mình rất là mạnh mẽ và mình cá tính, nên là cái việc mà có cái người thấu hiểu mình rất là khó. Nếu mà không cần thì em nghĩ là không phải, tại là chưa cần thôi. Tới khúc cần thì sẽ cần. Một Xin mời. Yeah, we could be dancing all night, waking up for the sunrise. Cause we're losing. Đã có một chiếc ghế xoay lại để bắt đầu cho màn tỏ tình ngược. Oh. Wow. Rồi, bây giờ thì chị xin mời Kang Chun với phần tỏ tình ngược của mình nha. Xin mời em. Cố lên Kang Chun ơi. Cố lên Kang Chun ơi. Chị có biết lý do tại sao mà em lên đấy với chị không? Em rất là ít khi nói với cả ít khi chia sẻ với chị, biết vì sao? Vì em không phải là một người giỏi ăn nói. Khi mà em nghe câu chuyện của chị á, em nghĩ là sao có thể có một người giống mình như vậy. Ngay cả vấn đề về gia đình á, đến 90% từ khi ba mẹ cũng cãi nhau như vậy. Và em cũng bị tổn thương từ quá khứ. Và em hiểu được chị đứng ở đây bây giờ. Lý do vì sao một người con gái có thể mạnh mẽ và có thể là độc lập như vậy, mặc dù họ cười rất là nhiều, nhưng bên trong họ đâu đấy vẫn còn rất nhiều nỗi đau. Em hiểu được thì em lại càng kiểu quý mến chị hơn. Và em nghĩ là em còn nhớ là một lần em đăng bài về tỏ tình hoàn mỹ, chị nói là để chị lên tỏ tình với em nhé, em có đồng ý về với chị không? Thì lúc ấy em nghĩ là chị có men đùa thôi. Và em cũng nói là chị cứ lên đi rồi, lên đi rồi biết. Thì hôm nay khi thấy chị thì em cũng hơi giật mình. Em nghĩ lại là một cái comment đó em có nói với chị như vậy. Thì
em với chị quen biết giờ lâu rồi. Mình không có chia sẻ nhiều về nhau nhiều qua Facebook hay là như nào nhỉ? Mình chỉ biết mà, cả hai vẫn theo dõi và follow nhau theo những cái bài viết suốt những cái thời gian vừa qua và nhìn thấy cái hành trình của nhau. Em cũng biết cái hành trình mà chị phát triển theo con đường nghệ thuật của chị cũng mới đây thôi. Từ cái lúc mà chị bắt đầu luôn thì em biết là wow, giỏi thật đấy. Đã biết làm kinh doanh sau bây giờ sang làm KOL rồi KOC. Em, lúc mà em bấm ghế quay lại thì em rất là phân vân. Em không biết là mình có nên bấm hay là không. Tại vì em thấy hai người quá là giống nhau. Thì em không chắc là sự giống nhau ấy nó có đem lại niềm vui cho nhau, sự thấu hiểu cho nhau, sự quan tâm lẫn nhau, sự cảm thông lẫn nhau hay không. Nhưng mà nếu mà em không bấm thì em khá là tiếc. Rất là ít khi em mở lòng và em tiếp cận một người. Trước giờ em cũng chưa bao giờ từng tỏ tình hay thổ lộ với ai cả. Hôm nay em đứng ở đây thì em muốn tìm hiểu chị. Tìm hiểu chị. Thì liệu chị có đồng ý cho em một cơ hội tìm hiểu không? Cho em một cơ hội tìm hiểu không? Cảm ơn em. Bây giờ chị thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của em. Đầu tiên thì chị xin cảm ơn tình cảm của em và cảm ơn những cái lời động viên của em. Và sau khi nghe em chia sẻ thì chị biết là em đã theo dõi chị rất là nhiều. Nhưng mà thế gian chẳng một ai ở bên một người mãi mãi được khi duyên đã hết. Hôm nay người mà chị đến đây có lẽ là mơ, thế nhưng lại cô chớ vẽ lên vần thơ là một người khác trong khoảng trời thanh xuân là một người khác ta, và người luôn vui dấu là một người khác nào cùng nhau bước đi. Không sao. Em chỉ muốn lên đây để nói với chị như vậy. Tại vì nếu mà em không nói thì không biết khi nào em mới có dịp chia sẻ và nói chuyện với chị nữa. Dẫu đôi ngày là sai thì ngày sau cũng chẳng có nhau. Hiểu rằng tổn thương có sẽ lành không? Những kỷ niệm năm ấy có xa được không? Thế gian chẳng một ai ở bên một người mãi mãi được. Khi duyên đã hết, một đời cùng một người có lẽ là mơ. Thế nhưng lại cô chớ vẽ lên vần thơ. Cảm ơn Canh Chun. Chị cảm nhận được sự bối rối của Linh Châu. Và khi mà Canh Chun đứng ở cạnh bên Linh Châu thì chị cũng cảm nhận được sự bối rối của Canh Chun. Có lẽ là hai chị em đã quen biết nhau từ rất là lâu rồi. Nhưng mà từ trước đến giờ thì mối quan hệ của hai người vẫn là hai người bạn, đúng không? Chính vì vậy ngày hôm nay có cái màn tỏ tình ngược này làm cho cả hai cũng khá là bối rối.
Tuy nhiên thì cũng rất là cảm ơn Canh Chun, bởi vì Canh Chun đã nhấn nút và xoay ghế lại để bộc lộ cảm xúc của mình. Và chị cũng muốn gửi gắm đến các chàng trai ở đây, nếu như mà các bạn có rung động thì hãy cứ mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình giống như là Canh Chun vậy đó, rất là mạnh mẽ. Và chị tin là Canh Chun sẽ vẫn chúc phúc cho Linh Châu đúng không nè? Cảm ơn em, chàng trai rất là ấm áp. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ xin mời quý vị khán giả, mời 8 chàng trai cùng đến với phần tỏ tình. Mọi người có nhìn được cái hình phía sau của em và mọi người có đoán được là đất nước nào không ạ? Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Turkey. Turkey. Đúng rồi, Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay thì tớ có mang đến một cái món quà, đó là hình hoa tulip. Đây là một loài hoa được mệnh danh cho tình yêu và mang lại sự may mắn, và đặc biệt là có màu tím, màu thủy chung. Theo như tớ tìm hiểu thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng chính là quê hương của loài hoa tulip này. Và ngày hôm nay thì tớ muốn tặng cái đèn ngủ này cho người mà tớ đứng ở đây ngày hôm nay. Tớ sẽ đi... Thế là bên kia rồi, không phải bên này rồi. Bên này mất cửa. Một cú lừa đấy cậu. Anh Bin. Chào. Mehaba là chào. Mehama là Mehaba. 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 Thật là trùng hợp khi cái đèn này sáng ở chỗ anh. Thật là trùng hợp khi cái đèn này sáng ở chỗ anh. Wow.
coi chừng đem đi đưa thử khác. Anh ơi, tí anh đưa cho anh đẩy đu bêm. Không có cuốn tuyết nha. Không có lầm nha. Mà anh mời em. Một người mà làm em rất là ấn tượng và có một nụ cười thật tươi. Và em biết là đằng sau cái nụ cười đấy thì sẽ có rất là nhiều cái gọi là sự từng trải giống như em. Hôn nhân thì em nghĩ là cũng thì giống như Trung Quy là màu hồng. Nhưng mà thật sự khi mình bước vào hôn nhân thì cái màu hồng đó nó sẽ nhạt hay nó đậm, nó sẽ là tùy thuộc vào giữa hai người trong cái mối quan hệ đó. Với em thì bây giờ hôn nhân vẫn là màu hồng, bởi vì là em tin rằng là đồng hành và thấu hiểu nhau thì nó mới tạo nên một cái màu trong hôn nhân. Em đến đây để tìm một người có thể sẵn sàng ở đó và thấu hiểu em, thông cảm cho em. Như em đã chia sẻ ban đầu thì hoa tulip là loài hoa gắn liền với tình yêu, và khi đến vị trí của anh nó sáng đèn thì anh chính là người mà khiến em rung động. Anh chính là người mà khiến em rung động. Anh đã đến Thổ Nhĩ Kỳ bao giờ chưa? Chưa, anh chưa đi. Chưa đi. Thế anh có sẵn sàng đến Thổ Nhĩ Kỳ với em không? Ok, mời em. Ôi, đi du lịch với anh em ơi. Để tôi đi, tôi nghe xem thử có mua quà về được gì không nha. Nhớ mua quà về nha anh Luân. Bye bye anh. Bye an toàn nha anh. Ôi đẹp quá nhở. Mời em trước nha. Chắc anh để ở đây hả? Dạ. Em thật sự khá là căng thẳng vì đây là lần đầu tiên mà em bày tỏ với một người. Cái món quà này là một chiếc đèn ngủ. Em hy vọng nó sẽ là một món quà ý nghĩa với anh, để mỗi lần mà anh thấy mệt mỏi thì anh có thể về phòng và bật chiếc đèn này lên. Trước tiên thì anh cảm ơn. Cảm ơn em đã dũng cảm lên đây chia sẻ về câu chuyện của em, về gia đình cũng như là về con người của em một phần nào đó, để cho tất cả các bạn, có thể là khán giả khi xem bộ tập này có thể thấy được một phần nào đó về tính cách của em. Thì trước hết thì anh thật sự là cảm ơn em về sự can đảm này. Thứ hai, đó chính là em đã đến đây vì anh nữa, thì là một cái điều mà anh nghĩ là chắc là em cũng suy nghĩ đắn đo rất nhiều lắm. Em biết anh như thế nào, hay là em đã là một cái người từng xem chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ và em đã biết anh? Anh đoán rất là đúng. Và em biết anh là qua chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Khi mà em xem chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ thì em rất là ấn tượng với anh. Thứ nhất như em chia sẻ là vì nụ cười của anh. Em là một người rất thích cười, nên là cái việc mà ấn tượng với nụ cười của em nó hoàn toàn bình thường. Và em thấy anh có nụ cười rất là tỏa nắng. Khi đó thì em mới chỉ ấn tượng với nụ cười của anh. Nhưng mà khi càng theo dõi với anh thì em thấy chàng trai này có nụ cười rất là tỏa nắng, nụ cười rất là vô tri, nhưng mà anh ấy lại có... có cái sự chín chắn, trưởng thành, bao dung. Một cái mà em luôn đi tìm kiếm. Theo dõi anh thì không chỉ nụ cười của anh, không chỉ cái sự từng trải của anh, mà em thấy ở anh có cái sự tương đồng cùng với em, có cái sự bao dung của một người con trai. Thật sự mà em không hiểu lý do vì sao, nhưng mà càng theo dõi anh thì em lại càng thích anh. Mà chẳng cần ai dẫn lối thì em vẫn sẽ nhìn thấy đường tìm đến anh. Vậy chứng tỏ là em cũng đã tìm hiểu anh
cũng như là em cũng đã có một cái có nghĩa là trong con tim em đã mách bảo em làm gì thì em mới dám làm, đúng không? Tại vì anh thấy em khi em chia sẻ em là một con người rất là dứt khoát, thẳng thắn và cũng như là biết mục tiêu của mình muốn làm gì. Đúng. Thì anh nghĩ là tới đây thì em cũng đã hiểu rằng là dù kết quả như thế nào thì em vẫn luôn là hết mình với mục tiêu, đúng không? Đúng vậy. Thì em cũng xin giới thiệu là ăn bánh uống trà là một cái truyền thống của người Thổ Nhĩ Kỳ khi mà họ nói chuyện và tâm sự với nhau. À. Anh nhìn thấy bối cảnh ở đây em chuẩn bị thì anh thấy như thế nào ạ? À, bối cảnh ở đây em chuẩn bị anh thấy là có một không gian rất thơ mộng. Một cái không gian thơ mộng và lãng mạn và tinh thần thì chắc là anh nghĩ là em là một cái người muốn khám phá. Thật ra là lý do mà em chọn Thổ Nhĩ Kỳ là bởi vì em là một người như lúc ban đầu em có chia sẻ, em là một người khá là tự lập và thường thì những cái người mà có suy nghĩ nhiều mà không chia sẻ được cho ai á thì họ sẽ tìm kiếm một cái để giải tỏa cái năng lượng của họ, những cái áp lực của họ. Thì mỗi lần như thế thì em thường nhìn lên bầu trời, em rất hay thích thả hồn vào bầu trời và suy tư về nó. Vì yêu bầu trời, thả hồn về bầu trời, suy nghĩ về cuộc sống, về tương lai. Thế nên là em yêu bầu trời lúc nào không biết. Và khi mà em yêu bầu trời rồi thì bắt đầu em tìm hiểu về những cái vẻ đẹp của bầu trời. Và chắc chắn rồi, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những cái vùng đất mà có cái bầu trời rất là đẹp. Và nơi đây còn được mệnh danh là vùng đất cổ tích. Vùng đất cổ tích. Và mạnh mẽ bao nhiêu nữa thì em vẫn muốn lần làm công chúa đến đây và có thể tâm sự, có thể ngắm cảnh cùng với người mà mình thích. Nếu như mà cái gu bạn trai của em trước đó thì là một cái người mà chưa thấu hiểu em lắm, thì anh không biết là em thường là cái người lúc nào cũng sẽ chịu thiệt về mình, đúng không? Không chỉ trong tình cảm mà trong các mối quan hệ khác em sẽ thường có xu hướng chịu thiệt về mình. Nhưng mà nếu như nó đi quá một cái giới hạn quá mà em không chịu nổi nữa thì sao? Thì có bao giờ em buông hết tất cả mọi thứ hoặc là em sẽ cảm thấy bị gắt luôn á? Có bao giờ như vậy không? Bị gắt ở đây là... Gắt là có nghĩa là mình bị cọc luôn á? Cọc. Ừ, bị chắc cọc. Chắc chắn rồi anh. Trong một mối quan hệ như em chia sẻ với anh là khi mà em đang còn thích cái người đó và em đang quan tâm đến người đó thì chắc chắn là em sẽ dỗi và em sẽ cọc. Nhưng khi mà em gọi là đã nghĩ là sẽ không có cái kết quả gì cả, dù cho mình có cọc hay là mình có giận dỗi người ta hay là như thế nào nữa, không có cái kết quả gì cả, thì em sẽ im lặng. Cách của em sẽ là im lặng, dù em có sai, em có đúng và em có biết cái lý do là vì sao lại xảy đến cái sự việc này thì em vẫn sẽ im lặng. Thì hồi nãy khi mà anh nghe cái câu chuyện của em thì anh sẽ thường ít chia sẻ về, tại vì anh thấy là em là một cô gái rất mạnh mẽ, rất cá tính và cũng rất là bản lĩnh. Cho nên là anh chỉ sợ là nhiều lúc là em sẽ khó mà cân bằng giữa việc cảm xúc và lý trí của em á. Thật ra là đối với anh thì anh nghĩ là mỗi cái vấn đề mà khi mình gặp với nhau á, mỗi cái vấn đề khi mà mình đến với cuộc sống này, mỗi cái việc mà mình gặp nó đều là để cho mình trưởng thành hơn, chứ không phải để cho mình làm tự mình tổn thương nha. Nên là hãy cố gắng lên. Anh hy vọng là em sẽ vượt qua được và đừng có gồng nữa, nhẹ nhàng thôi nha. Đây cũng là một trong những cái lý do mà em thích ở anh. À. Thật ra cái cách mà em cần là cần một người dựa vào. Khi mà theo dõi anh, em thấy anh có đủ cái sự chín chắn và đủ cái nhìn nhận để anh có thể làm một cái bờ vai vững chắc cho em. Nên là càng theo dõi anh và có những quan điểm của anh nó cũng rất là hợp với cái quan điểm của em. Nên là đấy là một trong những cái lý do mà em có mặt ở đây. Có lẽ là người đàn ông đúng mình đã chọn đúng rồi. Thật sự bản thân anh thì khi mà anh thấy em chia sẻ câu chuyện của em á thì anh đồng cảm em rất nhiều. Thì anh rất là vui khi mà em đã có những thay đổi suy nghĩ đó được rồi.
Chứ nếu như mà anh chỉ sợ là em bị nhấn chìm trong những cái mớ hỗn độn đó thì chắc chắn là em sẽ tự giày vò chính mình rất nhiều. Và điều đó nó không tốt cho em, cho cuộc sống cũng như là, và nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của em nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua về văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ một chút. Ban nãy thì em có đến hàng ghế của mọi người á, em có chào mọi người là Merhaba. Thì anh chắc là anh cũng đoán được là cái nghĩa của cái câu đấy là gì rồi đúng không? Thật ra thì nếu như không lầm thì anh đoán giống như là một cái câu gọi là tôi chào bạn. Còn những hàm ý sâu xa thì chắc chắn phải nhờ em giải thích giùm rồi. Vâng. Thì cái Merhaba đấy chính xác là xin chào. Thì cái văn hóa của người Thổ Nhĩ Kỳ họ khá là giống người Việt Nam. Chào của họ cũng sẽ gật đầu, bắt tay và hôn má. Thì lúc nãy em chưa chào hỏi anh chính thức, thì bây giờ em muốn chỉ cho anh cách chào Merhaba. Ok. Tôi cũng muốn chào Merhaba. 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 Bắt tay hôn má nữa. Hôn má. Đây chỉ là cái lý do để em có thể thử cảm giác nắm tay một người mình thích. Em có một thắc mắc là tại sao một bàn tay to và ấm áp như thế này mà lâu rồi chưa có người nắm tay đi. Và em hy vọng trong tương lai người đó sẽ là em. Ưng nha. Về anh mời em. Ủa? Trong tình yêu, quan trọng đối với em là cái gì? Trong tình yêu với em thì đó là sự thấu hiểu và sự động viên lẫn nhau. Làm thế nào trong một mối quan hệ có thể cùng nhau tốt lên và truyền được năng lượng cho nhau. Và với em, quan điểm của em là cái nắm tay như vừa rồi cũng là một cách để truyền năng lượng rất là tốt. Mỗi lần mà mình mệt mỏi hay là mình có những chuyện buồn gì đó thì cái việc nắm tay là cái việc tiếp sức và truyền năng lượng. Bây giờ anh có thể mời thử bánh. Ok, vậy để anh mời em ăn bánh nha. Ok. Ok, cho anh xin phép và là được ngon đúng không ạ? Em muốn là trong tình cảm cũng thế, khi mà mình được nếm được cái vị gì, vị ngọt, vị ngon gì đó thì cái người mà mình thích cũng sẽ nếm được những cái vị ngon, vị ngọt. Nhân cái việc mà chia sẻ về cái năng lượng tích cực thì anh nghĩ thế nào về một người nghiện việc? Nghiện việc hả? Thật sự thì nghiện việc là anh nghĩ là đối với anh là một cái người rất là nghiện công việc và cũng như là một cái người tham công tiếc việc á. Đúng rồi, em theo dõi anh rất nhiều và em biết điều đó. Thật sự thì trên các nền tảng xã hội thì anh thường ít khi chia sẻ về cảm xúc cá nhân nhiều, mà anh thường là chia sẻ những dự án của anh, những cái công việc liên quan tới công việc là nhiều, cho nên có phần khô cằn. Và hơi bị khô khan xíu. Nhưng mà thật ra là bản chất, bởi vì anh nghĩ là chỉ có xuất phát công việc mình tốt thì tất cả những cái cạnh còn lại mình mới tốt lên được, từ cuộc sống, từ gia đình. Chứ thật sự bây giờ nếu như mà công việc em nó vẫn chưa ổn thì em cũng chưa đủ không sức, không có tâm trí để phát triển các mối quan hệ.
thì không có tâm trí để mà em nghĩ tới cái việc khác, tình yêu hay như thế nào đó. Em cũng quan điểm giống hệt anh. Em cũng sẽ thế, tại em đã độc thân một thời gian khá là lâu và tập trung cho công việc khá là nhiều. Cũng là lý do mà em đến đây, vì em muốn mang được một cái sự tươi mới đến cho anh. Và em là một con người nghiện việc. Sau khi mà là một cái người mà nghiện việc quá rồi thì mình vẫn muốn là sau cái công việc đó sẽ có một cái chỗ dựa tinh thần, một cái sự tươi mới để mình có năng lượng để làm việc tiếp. Có một thời gian em làm việc rất là nhiều và khi mà về nhà thì em thường ở một mình, em không biết chia sẻ, không biết nói chuyện với ai, cũng không biết là mình đang làm gì đây, mình có phải đang tận hưởng cuộc sống không khi mà mình suốt ngày mình chỉ vùi đầu vào công việc như thế. Nên là hôm nay em đến đây và em hy vọng là em sẽ là một cái năng lượng tích cực cho anh và một cái sự tươi mới cho anh sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi của anh. Chấp luôn cả ông trời, lại ngủ gì mà không yêu, lại ngủ gì mà không yêu. Anh biết không, em rất là muốn nói rằng là nếu em là cục sạc thì anh sẽ là điện thoại, bởi vì nếu không có em thì anh sẽ sớm sụp nguồn. Lại ngủ gì mà không yêu, lại ngủ gì mà không yêu. Chấp luôn cả ông trời, lại ngủ gì mà không yêu, lại ngủ gì mà không yêu. Chấp luôn cạnh người ta. Trời, dữ quá trời. Em bình thường em không xến xúa như thế này đâu. Tại vì là anh biết là tính động... em đúng không? Tính em rất là cá tính, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà không hiểu sao phải đến với anh. Em sẵn sàng em vượt qua mọi thứ để em có mặt ở đây. Là anh đủ biết em thích anh như thế nào. Anh hiểu. Em vẫn là một con người mà khi mà mình đã muốn làm cái gì thì mình sẽ làm hết sức và mình sẽ vượt qua, trước mắt là mình sẽ vượt qua bản thân của mình. Thì hôm nay sẽ là cái thử thách của em để em vượt qua bản thân của mình dù kết quả có thế nào đi nữa. Như là em thích một gu bạn trai của em là... Thì em sẽ không có gu. À, vậy hả? Nhưng mà gặp anh, anh chính là gu em. Anh chính là gu em. Rồi em nói chuyện mà ngọt như bánh kem. Anh ăn bánh kem mà không ngọt bằng những lời thả thính của em đó. Có một lần bạn em nhận xét là mày rất là dễ đoán khi mà cái tính cách của mày hiện hết lên trên gương mặt. Có nghĩa là ví dụ em thích ai thì em sẽ luôn cười. Ví dụ em thích ai thì em sẽ luôn cười. Chúng, em cười rất là nhiều. Khi chỉ cần khi nghĩ đến người em thích thì em cười rất là nhiều. Thế là nãy chị MC cũng nói về anh, nếu như anh để ý thì khi mà nói về anh em cười. Em cười rất là nhiều vì em nghĩ đến anh là em sẽ cười. Duy Luân khá là vụng về đúng không? Tuy nhiên chị thấy có sự quyết tâm của Duy Luân ở trong đó rất là cao, tuy là bạn đã thất bại rất là nhiều lần. Anh cảm ơn. Cảm ơn sự chân thành của em. Cảm ơn vì những lời bộc bạch tâm sự của em trong buổi ngày hôm nay. Hôm nay em đến đây là em cũng có một cái phần quà muốn tặng cho anh nữa. Em có theo dõi anh ở trong cái chương trình Gương Mặt Điện Ảnh. Bởi vì là anh biết em thích anh nên là em sẽ theo dõi tất cả các hành trình, gần như là tất cả các hành trình của anh. Đương nhiên là không phải là lúc nào em cũng sẽ dành được hết thời gian để theo dõi các hành trình của anh, nhưng mà những cái hành trình đáng nhớ của anh thì em sẽ theo dõi. Trong cái chương trình đó thì em thấy anh nỗ lực rất là nhiều và em biết là anh có rất là nhiều áp lực khi tham gia chương trình đó.
đúng không? Bất kỳ một người với cái tính cách như như anh hoặc là em đó, thì khi mình tham gia bất kể từ việc nhỏ hay việc lớn, mình luôn đặt hết mục tiêu vào trong nó và luôn cố gắng và nỗ lực hết sức có thể để mà mình đạt được mục tiêu đó. Và bên cạnh đó thì áp lực cũng là một cái thứ mà khiến cho chúng ta luôn đau đớn trong đầu. Tại vì mình sợ nhiều thứ, mình sợ không làm tốt, mình sợ là mình không có thể hoàn thiện được, hay mình sợ mình không có hoàn thành được cái phần thi của mình. Nhưng mà cũng chính vì áp lực đó thì tạo cho mình có sự mạnh mẽ nhiều hơn, và mình đã cho mình những cái sự bài học lớn hơn, và mình giống như là một cái hành trình, mình có nhiều cái cung bậc cảm xúc rất là thích. Em theo dõi anh có một cái phần thi anh thi múa kiếm. Em biết là cái phần thi đó anh đã nỗ lực rất là nhiều. Bởi vì là theo em theo dõi thì anh không phải là một con người khá là linh hoạt trong cái việc múa, nhảy múa đúng không? Nhưng mà anh hoàn thành cái phần thi đó rất là ok, thì em đã nghĩ là anh chắc là sẽ là rất vất vả trong cái phần thi. Thì khi mà anh thi cái đó thì bản thân mình lại không có phải là một cái người giỏi về kỹ năng đó. Nhưng mà nếu mà đặt vào mình một trường hợp, vào một tình thế, vào một cái tình huống bạn phải làm được điều đó, thì anh phải làm cho bằng được. Có thể mình không có phải làm tốt nhưng mình sẽ làm hết sức có thể của mình. Thì anh được có cái là có cái được cái tính như vậy, ý chí như vậy, là mình sẽ không sợ khó. Không sợ khó là... chính xác. Dạ, em cũng sẽ có một cái tính cách là em sẽ không sợ khó. Khi mà cái điều càng khó thì thật ra nó là cái thử thách và cũng là cơ hội cho mình để mình thử xem là cái giới hạn bản thân mình đến đâu. Đúng rồi. Hôm nay đây em sẽ có một cái phần thưởng nhỏ dành cho anh. Thêm. Trời. Này, mời anh đứng lên xem này. Ok, anh. Đây là một cái giải thưởng mà em đã chuẩn bị cho anh. Em làm anh cảm động quá. Anh cảm ơn em rất nhiều nha. Bởi vì thật sự thì anh người rất thích được công nhận, rất thích được ghi nhận. Như đây là một cái phần tinh thần, khích lệ tinh thần. Anh rất là cảm ơn em. Anh này đọc to cái phần chữ lên. Ok. Anh Võ Đặng Duy Luân đã luôn hoàn thành xuất sắc những vai diễn của mình. Người trao giải Linh Châu. Dễ thương. Mặc dù anh không chiến thắng trong chương trình nhưng mà anh đã chiến thắng trong lòng em. Anh cảm ơn thật. Anh thật sự lời cảm ơn nó nói bao nhiêu lần nó cũng không đủ. Bản thân anh thì anh rất là trân quý cho bất kể những ai yêu dành tình cảm cho mình, dù lớn hay nhỏ, anh đều luôn trân quý và anh luôn để hết vào trong ký ức của anh hết. Vì anh là một cái người hay hoài niệm. Những chi tiết nhỏ hay là những cái hành động nhỏ thì anh hãy lưu lại, để sau này một ngày đó anh nhìn lại anh thấy hóa ra mình cũng đã có những người đến với mình như thế này, chia sẻ về cho mình những tâm tư tình cảm người ta dành cho mình. Thật sự anh rất cảm ơn. Thật lòng. Em cũng biết em cũng thích lựa hình rồi, cũng thích nụ cười hả? Dạ. Xong rồi nên... Nụ cười tỏa nắng mà. Đã theo dõi anh mà. Rất là đẹp. Em rất thích ngắm nụ cười của anh. Thật sự giống như chị Phương Anh có nói là em có đôi mắt biết cười. Nó tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp lắm. Thì hy vọng cái nguồn ấm áp này sẽ mang lại cho anh được nhiều thứ. Hy vọng là em sẽ là cái nguồn năng lượng ấm áp của anh trong tương lai. Sao để anh có thể biết được điều đó đây? Em yêu anh vô đối mà chẳng cần ai dẫn lối, thì em vẫn sẽ nhìn thấy thấy đường. Đó, anh cứ cười thật nhiều như thế này. Thì hôm nay trong cái bối cảnh lãng mạn này và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, thì em cũng đã học một số cái tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì em muốn chỉ lại cho anh một số thứ tiếng mà em đã học ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ok.
ra là em cũng không có giỏi trong ngoại ngữ nhiều, nhưng có chút vụn về thì anh sẽ phải hiểu cho em nha. Ok, không sao, anh sẽ luôn bỏ qua vì sự lúc nào cũng hết lòng với em như vậy. Đầu tiên là sẽ là từ cảm ơn. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đọc sẽ là teşekkür. Teşekkür. Ủa sao giống tiếng Anh ha? Ủa sao giống tiếng Anh ha? Teşekkür. Dạ. Tạm biệt. Sẽ là güle güle. Güle güle. Güle güle. À. Güle güle. Đồng ý thì sẽ là kabul etmek. Kabul etmek. Em có bỏ qua cái phần chữ xin lỗi. Thật ra em biết tiếng này, nhưng mà em không muốn chỉ anh cái tiếng này, bởi vì là chúng ta không có làm gì có lỗi với nhau cả. Em cũng không muốn đến đây để nghe anh đọc về cái từ xin lỗi này. Từ cuối cùng sẽ là seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Orum. Lại một lần nữa, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Orum. Orum. Em cũng vậy. Em cũng vậy. Em cũng vậy. Anh biết không, lúc nãy anh đọc từ này 3 lần và người ta nói những điều quan trọng là thường đọc 3 lần. Tỏ em là cũng rất là quan trọng với anh đúng không? Và em hy vọng là khi kết thúc cái tỏ tình này thì em sẽ được nghe câu nói đồng ý từ anh. Ok, để mình phá tan cái sự bối rối này thì em sẽ có một món quà ở trong cái khung cảnh lãng mạn này dành cho anh. Đó là một món quà rất là to. Anh có thể mở ra. Thấy chùm móng bay này có đẹp không? Đẹp. Anh thấy rất là nhiều chữ mà em vừa có chỉ cho anh. Rất là nhiều chữ về tình yêu. Vì thật ra là anh biết là em là một người rất là khó bày tỏ nỗi lòng của mình dành cho anh, nên em đã viết rất là nhiều cái tấm lòng của em ở trên này dành cho anh, thể hiện tình cảm của em. Vì em thích anh rất là nhiều. Vì em thích anh rất là nhiều. Em nói thương anh là em thương thật mà. Từng ngày nỗi màu hồng, màu tượng trưng sự tình yêu. Một cái màu mà nãy em nói là em đã vượt qua được khi mà nãy hôn nhân màu gì đó. Sao? Sao anh là một người rất là tinh tế. Từ nãy giờ là em đã tặng rất là nhiều quà cho anh rồi. Và bây giờ em muốn anh sẽ là người tặng quà cho em. Em muốn làm những cái điều mà những cái người yêu nhau người ta thường hay làm. Ok. Đó là khi đi du lịch thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải chụp ảnh cùng với nhau. Anh có muốn chụp ảnh cùng em không? Ok, được. Bye.
Là hình như là anh Trò, anh Quang Lê đúng không? Anh có thấy ai quen quen không? Em theo dõi rất là nhiều trên Facebook của anh, nhưng mà anh chỉ post hình có mình anh thôi à? Chỉ duy nhất là đây là những cái tấm hình mà anh chụp couple, anh chụp mẫu. Yeah. Và em hy vọng trong tương lai anh sẽ có thật là nhiều hình couple, và chắc chắn người em mong muốn đứng cạnh anh sẽ là em. Sẽ nắm tay truyền năng lượng cho anh. Người ta thành đôi rồi đây, có yêu thì tỏ bày. Người ta thành đôi rồi đây, em ơi sao đáng gây. Người ta thành đôi rồi đây, hãy yêu nhau đi. Em làm nó để xuất phát từ tấm lòng của em đối với anh, và em đã rất là dũng cảm. Anh rất cảm ơn về sự chân thành này. Em đến đây là để truyền năng lượng cho anh, không phải là để làm anh bối rối. Anh hãy Ok. Đây là tấm hình cuối cùng. Anh có muốn tạo dáng cùng em tấm hình này được không? Được. Cảm ơn anh. Đây là những cái điều mà em rất là mong muốn khi được làm cùng với người yêu. Ở Thổ Nhĩ Kỳ á, thì một số nơi người ta sẽ thường ghi những cái điều ước lên với cái mục đích là để có cái sự may mắn. Và hôm nay em cũng làm điều đó với anh để hy vọng anh sẽ có rất là nhiều may mắn và rất là nhiều tình cảm. Mình có thể tiến về cây điều ước để... Đây là tất cả những cái tâm tư tình cảm mà em đã dành để viết cho anh. Anh hãy đọc lên nhé. Ok. Anh Duy luôn à, em ước rằng em có thể trở thành người mà sau này mỗi khi anh gặp khó khăn và muốn từ bỏ, sẽ đến bên anh và nói với anh rằng không sao đâu. Với em, anh là người tài giỏi nhất. Em ước anh biết rằng em thích anh nhiều hơn anh nghĩ, thích rất nhiều. Em ước rằng anh Duy Luân sẽ sớm có một người kề cạnh. Lúc anh buồn vui, lúc anh mệt mỏi, và lúc anh cần sẻ chia, một người sẽ sẵn sàng dành thời gian cho anh. Một người khiến anh cảm thấy không cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Em ước rằng người đó là em. Bao lần tao cũng mơ về một mái nhà cùng những đứa trẻ thơ. Em mong rằng anh Duy Luân sau này sẽ có một cuộc sống tràn ngập niềm vui, có bạn bè luôn đồng hành sẻ chia, và đặc biệt là có em. Em hy vọng chúng ta sau này sẽ có nhau. Anh không mơ ước cây cao khá gì nhiều, đưa em tới cuối chặng đường bên tình yêu. Ai cũng có một điều ước cho riêng mình. Và với em thì hiện tại công việc của em, bản thân em đánh giá cũng đang khá là ổn. Gia đình của em mọi thứ cũng đã vượt qua khó khăn. Và cái em thiếu bây giờ là tình yêu. Và điều ước của em lớn nhất hiện tại cho đến bây giờ là em ước sẽ có anh bên cạnh. Em nói thương anh là em thương thật mà. Từng ngày nỗi nhớ em đêm.
anh đừng khóc, bởi vì là nếu mà anh khóc á thì em đang nghĩ cái việc em đến đây nó không có ý nghĩa gì cả. Không, anh không khóc. Tại vì đối với anh thì anh tôn trọng cảm xúc. Vậy thì cái điều ước hiện tại của anh là gì? Có phải đang tìm kiếm một tình yêu hay không? Đúng, điều ước của anh hiện tại đang tìm kiếm một tình yêu. Quan trọng nhất phải là cảm xúc. Như em đã nói, chúng ta không được dối lòng. Và mình phải... Và không được gieo hy vọng cho người đối diện. Em là một người rất là tôn trọng cảm xúc. Ừ. Và em đến đây là để thấy anh vui và thấy anh được cười. Ừ. Nên là hy vọng khi thấy em, anh hãy cười thật nhiều. Mình đừng có áp nặng nề đúng không? Nặng nề đúng không? Anh thật sự là, thật sự anh nói thật luôn nha, rất bản lĩnh mạnh mẽ một lần nữa. Phải nhấn mạnh là như vậy. Tại vì em đã chưa bao giờ làm điều này cho bất kỳ ai, mà em lại dám lên đây để mà làm. Đối lại điều đó lại dành cho anh nữa, anh rất. Ok, bây giờ thì sẽ là một cái món quà cuối cùng em muốn dành cho anh. Và cũng là cái món quà mà em mong muốn câu trả lời từ phía anh, chính thức. Đây sẽ là một chiếc vòng đôi và hình mắt quỷ Thổ Nhĩ Kỳ, mang đến cái sự may mắn. Và khi mà cái người mà sở hữu chiếc vòng này thì sẽ luôn được bảo vệ. Và em muốn tặng món quà này cho anh để nó có thể thay em bảo vệ anh. Và cũng ngược lại là thay anh bảo vệ em. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đeo vòng đôi cho nhau. Anh có biết đây là món quà đôi thứ mấy của em và anh không? Món quà đôi chắc là sao anh nghĩ là món quà đôi thứ nhất đúng không? Ra đây là món quà thứ hai. Nếu anh để ý thì chiếc đèn ngủ này em tặng cho anh sẽ là món quà đầu tiên. Và trong cái phần giới thiệu của em á, khi mà em giới thiệu á, thì trong phòng ngủ của em cũng có một chiếc đèn đôi như thế này. Và như em đã nói thì điều quan trọng luôn là 3 lần. Chúng ta đã có 2 chiếc đôi rồi. Và em hy vọng là em sẽ nhận được một cái lời đồng ý để làm điều thứ 3. Em mời anh xin anh. Câu chuyện nào rồi sẽ cũng có đến lúc kết thúc. Và đây cũng sẽ là khoảnh khắc mà em chờ đợi câu trả lời từ anh. Và em muốn câu trả lời sẽ xuất phát từ trái tim của anh. Em luôn tôn trọng cảm xúc của mỗi người như em chia sẻ. Bởi vì ta không có làm gì có lỗi cả. Và em muốn nghe lời đồng ý từ anh chắc chắn rồi. Nếu anh từ chối thì anh hãy nói lời cảm ơn em. Là nếu như anh có từ chối thì em sẽ chắc chắn là sẽ buồn. Nhưng mà em không muốn anh áy náy và em sẽ buồn và em sẽ sớm trở lại là em của trước đây thôi. Nên là anh hãy cứ sống thật với cảm xúc của mình và em sẽ nhắm mắt lại. Để nghe câu trả lời từ anh, để làm hai chúng ta không thấy bối rối với nhau. Nếu anh từ chối thì xem như thế giới này nợ em một người như anh.
Em không hiểu lý do vì sao, nhưng mà càng theo dõi anh thì em lại càng càng thích anh. Thật ra cái cách mà em cần là cần một người dựa vào. Khi mà theo dõi anh, em thấy anh có sự đủ cái sự chín chắn và đủ cái nhìn nhận để anh có thể làm một cái bờ vai vững chắc cho em. Có lẽ là người đàn ông đúng mình đã chọn đúng rồi. Em có một thắc mắc là tại sao một bàn tay to và ấm áp như thế này mà lâu rồi chưa có người nắm tay đi cùng. Và em hy vọng trong tương lai người đó sẽ là em. Người đó sẽ là em. Em sẵn sàng em vượt qua mọi thứ để em có mặt ở đây. Là anh đủ biết em thích anh như thế nào. Thật sự giống như chị Phương Anh có nói là em có đôi mắt biết cười, nó tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp lắm. Thế hy vọng cái nguồn ấm áp này sẽ mang lại cho anh được nhiều thứ. Hy vọng là em sẽ là cái nguồn năng lượng ấm áp của anh trong tương lai. Và em hy vọng trong tương lai anh sẽ có thật là nhiều hình couple. Và chắc chắn người em mong muốn đứng cạnh anh sẽ là em. Thật sự thì em là một cô gái rất là tốt. Và em rất là can đảm khi đến đây để chia sẻ về con người. Về cuộc sống, về gia đình, về tất cả mọi thứ mà em đã trải qua. Anh đồng cảm và anh thông cảm rất nhiều. Điều quan trọng đặc biệt đó chính là em đã dành tình cảm cho anh. Cho anh xin phép. Em đến đây vì em muốn mang được một cái sự tươi mới đến cho anh. Hy vọng là em sẽ là một cái năng lượng tích cực cho anh và một cái sự tươi mới cho anh sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi của anh. Anh biết không, em rất là muốn nói rằng là nếu em là cục sạc thì anh sẽ là điện thoại. Bởi vì nếu không có em thì anh sẽ sớm không muốn. Và với em, cái nắm tay như vừa rồi cũng là một cách để truyền năng lượng rất là tốt. Em đã viết rất là nhiều cái tấm lòng của em ở trên này dành cho anh. Vì em thích anh rất là nhiều. Vì em thích anh rất là nhiều. Anh như luôn là không sao đâu. Với em, anh là người tài giỏi nhất. Em ước rằng anh Duy Luân sẽ sớm có một người kề cạnh. Người đó là em. Em hy vọng chúng ta sau này sẽ có nhau. Điều ước của em lớn nhất hiện tại cho đến bây giờ là em ước sẽ có anh bên cạnh. Nói lời cảm ơn em. Cảm ơn em. Đành lòng phải buông đôi tay từng ngỡ nắm chặt. Cảm ơn những việc em đã làm đối với anh. Cảm ơn vì sự chuẩn bị của em dành cho anh. Và cảm ơn vì em là một cô gái rất mạnh mẽ.
nhau, đôi mi thêm u sầu. Anh có nghe tiếng con tim này đã vỡ nát. Thật sự là chị cảm thấy hơi tiếc. Dạ. Bởi vì khi mà tiếp xúc với Linh Châu á, chị cảm giác đây là một bạn nữ rất là mạnh mẽ, rất là bản lĩnh. Mà những người con gái mạnh mẽ và chủ động trong cuộc sống như vậy á, thì trong chuyện tình yêu họ cũng rất là cuồng nhiệt, và họ cũng rất là hết mình. Cho nên khi mà Linh Châu ra về một mình như vậy á, chị thật sự cũng rất là tiếc. Nhưng mà Duy Luân, em cũng đừng buồn, bởi vì chị nghĩ có lẽ là ngày hôm nay em không phải là chặng đường hạnh phúc của Linh Châu, nhưng em cũng đã là một điểm hạnh phúc trên chặng đường tìm kiếm hạnh phúc của bạn ấy rồi. Bởi vì khi mà bạn ấy đến đây thì bạn ấy đến vì nụ cười của em, và ngày hôm nay chị tin là nụ cười của em và những gì diễn ra ở trên sân khấu Tỏ Tình Hoàng Mỹ cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp trong con đường đi tìm hạnh phúc của bạn ấy. Và đối với Linh Châu thì chị cũng muốn nhắn nhủ với bạn một điều rằng những gì đã qua thì nó cũng đã qua rồi. Chị mong là em không còn bị những ám ảnh của quá khứ làm tác động đến hiện tại của mình nữa. Và một lần nữa chị xin chúc cho Linh Châu sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình, và người ấy sẽ là người có thể giúp cho Linh Châu sống được trọn vẹn với từng cảm xúc của mình trong cuộc sống nha Linh Châu. Hãy luôn mạnh mẽ nhé, chị rất là quý em. Đến đây thì thời lượng của chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ xin được phép khép lại. Xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ quen thuộc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàng Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại. Lý tưởng của em thì là em chỉ cần nhìn em thôi ấy, là sẽ kiểu biết được em đang gặp vấn đề gì. À, có nghĩa là phải đọc nó lầm lên đường thông. Đó, bấm 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 giác quan thứ 6 đúng không? Wow. 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 Em cảm ơn. Đúng là một người đàn ông tinh tế. Ý là khoe cái áo mới bóp vô đúng không?